tại ở đây mình sử dụng hai bộ điều khiển DDC SV, bộ DDC SV phiên bản 3.1 và bộ DDC SV Express, bộ phiên bản cao cấp nhất của dòng DDC SV nhé. Và bên này là bộ XC của hãng XMCU, thì đây là bộ 609 và đây là bộ 809. Ở đây mình test về tốc độ xử lý phần mềm một chút. Mình có một bài toán trong thực tế, đấy là khi mà con máy CNC đang gia công đến dòng giờ cốt thứ 1 triệu mà bị mất điện, thì khi bật điện lên mình muốn gia công từ dòng thứ 1 triệu trở đi chứ không muốn chạy lại từ đầu sẽ rất mất thời gian. Thì mình thử test xem là các bộ điều khiển này nó xử lý vấn đề đấy như thế nào. Ở đây con này mình đã cắm sẵn USB rồi. Mình chuyển sang màn hình USB này, file code này. Chọn đấy, ship start để chọn dòng thứ 1 triệu. 1 2 3 4. Đây dòng thứ 1 triệu. Đấy, từ mình bấm tìm sau nhé. Đây đối với phiên bản cao cấp này thì mình cũng program chọn USB. À, USB mình chưa cắm cái chương trình 123 này đây. Enter. Đây chương trình này. Giờ mình break run này. Mình start line, nó chạy từ dòng này. Mình nhập 1 triệu đây. 3 4 5 6. Ok, 1 triệu nha. Bắt đầu bấm enter. Enter. Đấy, nó đang tìm dòng 1 triệu. Thằng này cũng bấm enter. Đấy. Mọi người có thể thấy là thằng này nó đang check này. Nó check đến dòng thứ 27.000 hay 8.000 rồi. Thằng này check đến với đến dòng 15-16.000. Mình sẽ bật đồng hồ đến giờ đây, nãy quên chưa bật. Fan. Cái chậm mất khoảng 10 máy giây đấy. Mình bật đồng hồ đến giờ lên để xem là hai thằng này nó check trong bao lâu thì nó tìm được đến dòng thứ 1 triệu để bắt đầu từ dòng đấy. Có vẻ là khá lâu đấy các bạn. Thằng này check mới được đến dòng thứ 50-55.000. Thằng này thì check được đến dòng khoảng 126.000 rồi. Giờ tốc độ của thằng bản cao cấp này sẽ check gấp đôi thằng bản thường này, à bản cũ này. Nhưng mà để check được đến dòng thứ 1 triệu thì mình đã thử test rồi, thì thằng này cũng phải mất khoảng tầm 5 phút để load từ dòng 1 đến dòng 1 triệu. Còn thằng này thì mất khoảng hơn 10 phút. Thì mình sẽ thử sang bộ XC này để mọi người thấy rõ cái sự khác biệt của nó luôn. Nhưng được cái là thằng DDCV này nó chạy thằng này nó chạy file code trực tiếp như USB, nên nó không mất cái thời gian tải từ USB đẩy vào trong bộ nhớ local của máy và nó cắm vào phát nó nhận được luôn. Thằng này thì có thể tải vào được, thì nó cũng chỉ nhanh hơn khoảng tầm 2-30 giây thôi là nó đẩy được cái file code đấy cũng khá nặng, hơn 1 triệu dòng code cơ mà. Thằng nhìn thấy là giờ đã được khoảng tầm hơn 1 phút rưỡi rồi, gần phút rưỡi rồi, cho mấy chục giây lúc đầu thì thằng này mới check đến dòng code thứ 320.000, thằng này mới check đến dòng code thứ 168.000. Để đến dòng thứ 1 triệu thì thằng này còn phải nhân 3 thời gian lên, thì khoảng 5 phút là thằng này check xong rồi. Còn thằng này thì lâu hơn. Mọi người thấy là hiện tại là đã gần 5 phút thì thằng này nó đã check gần xong rồi, đến dòng thứ 970.000 rồi. Chuẩn bị đến dòng 1 triệu này. Ok, tức là nó đã bắt đầu check tìm được rồi đấy, là nó nhảy đến dòng thứ 1 triệu. Đấy mọi người thấy chưa? Đấy, nó nhảy đến dòng thứ 1 triệu bao nhiêu để nó làm việc tiếp đấy. Đấy là giờ nó đang làm việc ở dòng cửa cốt thứ 1 triệu rồi. Thì thằng này mới check được đến dòng thứ 550.000. Thằng này muốn check được phải gấp đôi thời gian lên nữa. Đấy, 5 phút, phải khoảng tầm 10 phút thằng này mới check xong. Thì thôi mình không check thằng này nữa, mất thời gian quá. Thằng này phải tầm 10 phút để check được một file cửa cốt có khoảng, tức là nó check từ giờ tìm được dòng từ dòng 1 đến dòng thứ 1 triệu. Thì mọi người phải hiểu là cái file cửa cốt đấy nó có nhiều dòng. Ví dụ nó có 1 triệu dòng, thì muốn bắt một thằng bộ điều khiển nó phải chạy từ dòng thứ 1 triệu trở đi ấy, thì ban đầu kiểu gì nó cũng phải đọc qua hết một lượt để nó xem 1 triệu dòng đấy như thế nào, có dòng nào bị lỗi không thì nó mới cho chạy đấy. Thì cái thời gian nó đọc để nó xử lý đấy thì thằng này mất khoảng 5 phút, thằng này thì hơn 10 phút. Thôi mình không test này nữa, mình rút USB ra. Rút USB ra. Rút ra thằng này báo lỗi luôn, tại vì thằng này nó chạy trực tiếp trên USB mà. Mình dừng thời gian thôi. Đó, dừng thời gian. Đấy, bây giờ mình test trên bộ 609 nhá. Thì mình cắm thằng này USB mặt trước luôn, khá là tiện lợi. Để mọi người bắt trên panel phát cắm USB này luôn. Mình chuyển sang màn hình program này, Prolit này. Prolit này, chọn là program USB này. Đây, file code là file 123 này nhé. Mình, ok, mình xếp vào bộ điều khiển. Thì mọi người có thể thấy là nó bắt đầu tải từ USB vào bộ điều khiển, mình bắt đầu đếm giờ này. Nó chậm một vài giây. Thì thằng này nó không chạy trực tiếp trên USB được, mà mình phải đẩy cái file code đấy từ USB vào trong bộ nhớ của bộ điều khiển để nó xử lý. Đây nó đang import. Thì cái file đây cũng khá nặng, 30 MB. Thì mọi người xem là nó sẽ đẩy vào trong thời gian bao lâu nhé. Mình test thử thì nó cũng phải rơi vào tầm khoảng 1 phút rưỡi đến 2 phút. Đấy là cái thời gian để nó đẩy một file từ USB vào trong bộ nhớ để nó lưu trữ.
Còn từ những lần sau mở lên thì chỉ việc chạy thôi. Nó giống như kiểu các bạn copy từ USB vào trong máy tính ấy. Thì file càng nặng thì thời gian copy càng lâu, còn file nhẹ thì thời gian copy nhanh hơn. À, phụ thuộc vào tốc độ xử lý của chip nữa. Thì thằng này một này đã xong rồi, mình ấn dừng nhé. Thì nó khoảng một phút, hơn một phút một tí là nó đã đẩy vào xong rồi. Mình vào bộ nhớ của bộ điều khiển này, program list này. Đấy, thì nó đã có file code 123 rồi. Mình check xuống file 123 này, chọn nó để làm việc. Đấy, thì đây là code trong file code 123 đấy. Đấy, thì mình bắt đầu mình tìm dòng thứ 1 triệu này, live fin. Đấy, mình nhập 1 triệu ở đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây nhá các bạn nhá, dòng code thứ 1 triệu nhá. Bắt đầu bấm enter này. Enter phát, nó đang tìm này. Đấy, các bạn thấy nhanh nhá, nó chỉ vài giây, 4 đến 5 giây là nó đã tìm được đến dòng 1 triệu này. Bây giờ mình cần mình chuyển sang chế độ auto này. Bấm run nó chạy luôn. Đấy là nó chạy luôn dòng thứ 1 triệu này. Dòng thứ 1 triệu là tọa độ x âm 255, mà hiện tại giờ đang x 800 mấy thì nó sẽ phải chạy về âm 255 nó chạy tiếp. Đấy, như thế thằng này thời gian load từ copy file từ USB vào bộ điều khiển khoảng tầm 1 phút và thời gian tìm từ dòng 1 đến dòng 1 triệu nó chỉ tầm 5 giây. Đấy, mình thử bộ to này, USB ra. Thử sang bộ to. Cắm USB vào. Vào program USB này. File 123 này. Import này, file import. Nó đang thời gian tải vào nhé. Mình cũng thử đếm thời gian xem nó hết khoảng bao giây. Đây, đang đếm thời gian. Xem nó copy từ đẩy từ USB vào trong bộ nhớ của bộ điều khiển là thời gian bao lâu. Nhỏ vẫn đang chạy nhé, tại vì cái file code bây giờ là nó đã nằm trong bộ nhớ của bộ điều khiển rồi nên là nó không cần đến USB nữa. Còn thằng DDCV này thì nó lại chạy trực tiếp trên USB nên là rút USB ra phát là nó lại báo lỗi. Còn bộ DDCV to này thì nó giống hai bộ kia, nó có thể copy chương trình vào trong bộ nhớ của nó. Đây, đã xong rồi. Xong rồi. Đấy, cũng mất khoảng tầm hơn một phút một chút. Đấy, là đây là cái file code mình rút USB ra này. Mình vào file list này. Đấy, file 123 đã có trong bộ nhớ của thằng này rồi. Đây, đấy, đây là file code. Bây giờ mình tìm dòng này là mình tìm dòng thứ 1 triệu này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bắt đầu bấm enter này. Bắt đầu nha, enter này. Đấy, nó đang tìm này. Finding tức là đang tìm. Finding đang tìm này. Ok, xem. Đấy, nó cũng khoảng tầm 5 đến 10 giây là nó đã tìm ra được cái dòng code này rồi. Đây là dòng thứ line thứ 1 triệu. Ví dụ mình tìm tiếp dòng, mình lại tìm lại dòng 1 nhé. Một này, enter vào này. Đấy, nó tìm phát dòng 1 luôn. Đây là 1 luôn. Tại vì các bạn biết thì sao nhanh không? Tại vì là nó đã đọc hết một lượt file code này rồi nên là khi đấy tìm nó dòng nào phát nó ra dòng đấy luôn. Dòng 1 triệu. Enter. Đấy. Đọc từ dòng 1 đến dòng 1 triệu thì sẽ lâu. Lâu hơn, nó khoảng tầm chục giây rồi đấy. Đấy. Thì mình có một kết luận là như này. Là tốc độ xử lý của hai thằng này nhanh hơn hai bộ này. Bộ này load tìm được từ dòng 1 đến dòng thứ 1 triệu mất khoảng tầm 5 phút thì bộ này hết 10 phút, còn hai bộ này nó chỉ rơi khoảng 10 đến 15 giây thôi. Đấy là cái tốc độ xử lý của phần mềm. Còn các chức năng thì nó cũng sẽ là xem nhau. Hai thằng này này với thằng to này thì có thể sửa chỉnh file G-code, tạo file mới trực tiếp trên bàn phím luôn. Còn thằng này bắt buộc là phải tạo chương trình trên máy tính rồi cắm USB vào nó chỉ chạy thôi. Nó không có thao tác gì khác cả. Còn hai này cài đặt được nhiều thứ, cài đặt thay dao các thứ, tín hiệu IO đầu vào ra. Riêng thằng này bản nâng cấp còn có nhiều chức năng hơn nữa. Kết nối được với HMI này, chạy được các cài đặt được các function key này, cài đặt được các dòng code đặc biệt nữa. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video này.